Tịnh Thất Bồng Lai, tu thờ Phật nhưng tập gym, hát ca là để hướng đến cái đẹp. Theo ông Nhị Nguyên, từ nhỏ, các sư cô, sư thầy tại đây đều được học năng khiếu. Vì vậy, cách tu tập của Tịnh Thất Bồng Lai cũng khác biệt so với nơi khác. Vừa qua, những vấn đề liên quan đến Tịnh Thất Bồng Lai, tên mới là Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ, đã trở thành tâm điểm chú ý của dư luận. Trong suốt thời gian qua, mạng xã hội cũng đã lan truyền những hình ảnh về các sư thầy tại cơ sở này tập gym, có phòng thu âm riêng để phục vụ cho việc hát ca. Theo tu sĩ Nhị Nguyên tại Tịnh Thất Bồng Lai, những người tại hộ gia đình này có cách tu tập đặc biệt, hướng đến những điều tốt đẹp trên cuộc đời. Chúng tôi toàn mua máy tập cũ. Trao đổi với phóng viên, ông Nhị Nguyên cho biết, từ bé, những trẻ mồ côi trong Tịnh Thất Bồng Lai đã được thầy Lê Tùng Vân cho học các môn phù hợp với năng khiếu bản thân. Các thầy nam theo con đường võ thuật, tập gym để rèn luyện thân thể. Mình tu tập là để hướng đến những cái tốt, cái đẹp, cái hay trong cuộc sống. Tôi ví dụ, tập gym ngoài rèn luyện thân thể, nó còn cho chúng tôi được tính kiên trì, nhẫn nại. Đây là một bộ môn rất khó tập, đòi hỏi phải có sự kiên trì để theo đuổi. Vào tập cầm cục tạ nặng quá thì chúng ta sẽ rất dễ nản. Có được một thân thể đẹp đâu phải là chuyện 1,2 ngày mà từ năm này qua tháng nọ. Chúng tôi nghĩ tu tập là phải làm sao cho mình tiến bộ lên, chứ không phải tu rồi là không biết gì hết. Theo ông Nguyên, các tu sĩ tại đây đã được ông Lê Tùng Vân cho phát triển năng khiếu về ca hát, vẽ, văn thơ, thể hình. Ví dụ, ông Nhất Nguyên được cho là người vẽ đẹp, có tài năng ca hát. Năm chú Tiểu từng tham gia chương trình thách thức giành hài thì có năng khiếu về diễn xuất thể loại hài. Tất cả các sư thầy đều tham gia tập thể hình và có huy chương. Tịnh Thất Bồng Lai đã trang bị phòng tập gym, phòng thu âm để phục vụ cho việc phát triển năng khiếu. Chúng tôi toàn mua máy tập cũ để tiết kiệm chi phí. Còn lại, các thầy đều tự tập luyện tại nhà. Ông Nguyên nói thêm, gần đây, Tịnh Thất Bồng Lai đã đập toàn bộ khu nhà ở để xây lại. Về vấn đề này, ông Nguyên cho biết, ngôi nhà này đã được chủ trước xây dựng từ 10 năm trước. Hiện giờ có rất nhiều chỗ đã xuống cấp. Về vấn đề kinh phí, chúng tôi đã dành dụm từ nhiều năm trước để có thể xây lại. Vì bây giờ các bé đã lớn hết rồi, chúng cũng cần có phòng riêng đàng hoàng để sinh hoạt. Chúng tôi ráng xây trong khoảng thời gian 3 tháng để có thể có nhà mới cho các bé ăn Tết. Sắp tới, nếu có chương trình về năng khiếu nghệ thuật nào phù hợp tôi vẫn cho các bé tham gia. Tất cả những chú tiểu tại đây đều được thầy ông nội dạy dỗ rất đàng hoàng, tử tế. Các cháu rất vâng lời. Ông Nguyên chia sẻ thêm về đời sống của Tịnh Thất Bồng Lai. Không phải là cơ sở thờ tự tôn giáo. Trước đó, Hòa Thượng Thích Minh Thiện, Phó trưởng Ban Thông tin Truyền thông Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Long An đã khẳng định Tịnh Thất Bồng Lai chỉ là hộ gia đình, nhà ở, không phải là cơ sở thờ tự tôn giáo theo quy định của pháp luật. Trong khi đó, trao đổi với phóng viên, Thượng tọa Thích Nhật Từ, Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo, đã chia sẻ quan điểm của mình về cơ sở Tịnh Thất Bồng Lai. Đầu tiên là vấn đề đất đai, đất tôn giáo phải trải qua nhiều thủ tục, chuyển đổi từ đất thổ cư. Đất lúa không thể sinh hoạt tôn giáo, và họ cũng chưa từng đăng ký sinh hoạt tôn giáo. Bên cạnh đó, việc họ nói những chú tiểu là mồ côi, trong khi các em có người thân ruột thịt là nói sai sự thật. Vào năm 2020, những người trong Tịnh Thất Bồng Lai đã được thử kết quả ADN 2 lần. Hiện nay, có khoảng 10 đơn tố cáo đã được gửi. Qua đó, những vấn đề nhức nhối bên trong cơ sở này đã được phơi bày. Vào ngày 18 và ngày 20 tháng 12 năm 2019, tôi đã có bài nói chuyện về bản chất của vấn đề, xoay quanh nơi gọi là Tịnh Thất Bồng Lai. Sau đó, một Phật tử đã đến cảm ơn tôi vì những thông tin của tôi mà chị ấy đã có thêm hiểu biết về nơi này. Chị ấy đã mang đứa con ruột mà trước đó gửi tại cơ sở này quay trở về nhà. Đó là một sự thật phũ phàng khi tôi nói về những vấn đề của Tịnh Thất Bồng Lai. Trước mắt, những điều họ làm là trái với giáo luật, hiến chương giáo hội Phật giáo, Thích Nhật Từ cho hay.